Hello mọi người nha. Giờ thì anh em mình chuẩn bị làm một món cá đắng nha anh em. Giờ anh em mình cũng đi hái nha. Đây nha anh em, cảnh đẹp, rất là đẹp luôn mọi người. Bên kia là huyện Ea Súp nha mọi người. Giờ anh em mình đi hái cá. Anh em mình sẽ hái lạc quế nha mọi người. Giờ John sẽ hái ớt nha mọi người. Ớt này là siêu cay luôn mọi người ạ. Chào mọi người. Chào mọi người. Lại là mình đây. Đây nha mọi người, cảnh rất là đẹp luôn. Mình đã có mặt tại vườn lúc nha mọi người. Hello Apple, chào mọi người Apple. Hello mọi người. Đây là ở vùng cao nha mọi người, ở đây rất là cao luôn. Bên kia là Hồ Thương nha mọi người. Để mình phong cảnh cho mọi người xem. Đó, Hồ Thương đó. Mời mọi người ăn nha. Giờ thì John sẽ kết